Nằm im đi. Thôi tao đi ngủ đây. Không xem phim nữa. Ê, gì? Đừng ngăn, tao sợ, tao sợ. Mày sợ sợ nhá. Nè, con điên này đi ra. Mẹ đêm hôm rồi. Xin chào mọi người, thì bây giờ đã là 10 rưỡi tối rồi và mình vừa mới đi ăn về. Chiều nay thì mình có đi làm thêm ở ngoài. Nhắc lại đến vụ chôn sáng nay thì mình, sau khi cái màn chôn của mình thất bại, nhưng mình cũng rất là vui bởi mình đã chôn được ăn một tạp rồi. Và nhưng mà mình cũng sẽ chưa tha diệp đâu nha. Mình đang nghĩ xem là có một trò chôn gì hay hay không nhỉ. Ok, mình đã nghĩ rồi. Tối nay thì mình sẽ chuẩn bị cho Diệp một bàn chôn ở trên giường. Và mọi người cũng đón chờ xem bàn chôn đó là gì nhá. Ở bàn giường này chắc Diệp cũng đã về nhà rồi đấy. Ok, let's go nào. Bye. Lại là mình đây. Và sau cái vụ tỏ tình sáng nay bị thất bại thì mình đang suy nghĩ xem là mình có nên tiếp tục chôn không. Và mình đã nghĩ ra một cái ý tưởng rất là hay ho. Đó là con Diệp thì vốn dĩ là một đứa rất thích xem phim ma, nhưng lại là một đứa cực kỳ sợ ma mọi người ạ. Mỗi lần đi xem phim với nó đều suggest ra những cái bộ phim ma, nhưng mà chỉ xem được 1/3 bộ phim thôi là nó đã đòi về rồi. Và mình quyết định hôm nay mình sẽ chôn nó, dọa ma. Ok, cùng đi theo mình để chuẩn bị đồ nhá. Và đây, đồ của mình thì cũng đơn giản thôi. Đây là một cái sợi dây cước, một cái hộp dây cước, một cái kéo và một cái loa Bluetooth. Và bây giờ thì mình sẽ công cuộc bắt đầu để chuẩn bị cho màn chôn ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ buộc cái dây cước này vào trong cái chân của cái gương. Và cả em quyển sách kia nữa thì mình sẽ buộc một sợi dây cước để thử vào chôn Diệp nhé. Ok, mọi người đợi mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ buộc vào chân gương trước. Mình sẽ phải buộc thật chặt, không thì nó lại đứt nữa. Ok, ok. Mình sẽ cần một sợi dây khá là dài để có thể kéo được vào giường. Bây giờ mình sẽ kéo dây cước ra đầu kia vì mình sẽ ngủ bên ngoài này. Ok. Ok, đến đây mình sẽ cắt. Ok, thì mình đã chuẩn bị xong một sợi dây để kéo cái gương này ra và một sợi dây để kéo cửa sắt kia. Mọi người cùng đón chờ màn chôn này của mình có thành công không nhá. A few moments later. Mày bị điên à? Sao vậy? Đồng bóng mãi chưa? Quần hồng áo hồng? Tóc hồng? Có lộ tầm nhà thấy buồn rồi. Đặt thầy xoáy đi. Điên tài quá. Đợi tiêu.
cinema không? Không, đi ngủ lại. Xem thôi, dù cho có thôi. Chị, tí nữa đừng có ngó mắt sang đây nhá. Không thèm. Bye.
xin chào mọi người, mình là Chin. Thì mình đang chuẩn bị đến nhà Diệp và Hạnh đây. Buổi trưa rồi, chắc là hai đứa chúng nó chưa ăn gì đâu nhỉ. Nên là mình mới mua một ít đồ ăn đến. Và hôm nay mình đến đây thì tại vì là hôm trước Diệp gọi điện cho mình bảo là nó bị Hạnh chôn. Thì hôm nay mình sẽ chôn lại Hạnh. Và các bạn hãy chờ xem là mình chôn Hạnh như thế nào nhá. Diệp ơi, anh sẽ đến trả thù cho em đây. Bọn mình có thú vị không ạ? Nếu bạn thú vị thì các bạn hãy like và subscribe kênh Best Channel của mình và hãy chia sẻ clip của mình lên nhé. Và ai có ý tưởng gì thì hãy bình luận ở phía dưới, bọn mình sẽ xem xét và sẽ thực hiện những video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.